chiều âm u rét mưa, chờ người về vui trong giá buốt, người về bờ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hôm, này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh lương. Đêm đêm chiếc bóng bên trời, vầng trăng sẽ đôi vẫn in hình bóng xa xôi, cánh chim cùng trời vùng mây về đâu anh hỡi. Mưa rơi chiều nay, nắng trời nhớ sắc mây pha hồng, đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong ngôi áo ấm gợi niềm xa xăm. Người đi khu chiến thương người hậu phương, chân còn ta vương khinh tướng thì đường trần mưa bay gió còn nhiều anh ơi. Rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc, đừng một lời nào mãi lìa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, chậm man man đến tột ngày dọn đi em từng chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đưa xót nữa đi em. Em xót đầy ly cả say dùng ta, say dùng ta như từ thuở bao giờ. Em cứ lên ngôi đi, xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng luôn. Dậy sóng sông rót nữa đi em, rồi mãi về xứ lạ để mình ta buồn cho heo hắt tim gà hết ta.
muộn rồi sao tôi ta tin tư ta cuộc tình này rồi cùng đến dở dang. Này này uống đi em một giọt sau ly bia cho ta về trong nỗi nhớ buồn tới. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết. Bởi xong rồi ta còn mãi Vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay em xin trân trọng giới thiệu tới các bác một chiếc âm ly rất khó nói. Em xin tạm gọi đây là một cái chiếc âm ly tích hợp mạch micro của hãng Panasonic. Nó có cái tên là SUAV505Z. Em đánh giá đây là một chiếc thuộc cái phân khúc chất lượng cao, như ở Việt Nam ta hay dùng cái từ gọi là hàng Việt Nam chất lượng cao, thì đây cũng là một cái thứ có thể gọi là hàng Nhật Bản chất lượng cao. Ở cái đoạn test đầu video em đã dùng cái đầu đĩa CD Victor nằm phía dưới và có phát hai phân đoạn của hai bài hát khác nhau. Nếu như bác nào chịu khó đeo tai phone vào sẽ nhận ra ngay cái chất âm thuần túy của những chiếc âm ly karaoke, nó hiện hiện ra ngay trước mắt. Chất âm của những chiếc âm ly karaoke nó có cái điểm khác thế nào so với những chiếc âm ly thông thường hàng bãi Nhật thì một lát nữa em sẽ phân tích cụ thể để các bác nắm được. Đây là một chiếc thuộc phân khúc hàng chất lượng cao. Do vậy những thứ linh kiện ở bên trong chiếc âm ly này toàn là những thứ tốt, tốt nhất có thể. Và tất cả những đường rắc bông sen nó đều được mạ vàng. Em bán chiếc này với cái giá 3 triệu đồng chẵn, một cái giá không thể tốt hơn được nữa. Trước khi đi soi ruột gan và phân tích những thành phần linh kiện, xin mời các bác chúng ta ngó qua về thông số. Cho dù cái thông số của chiếc này nó cũng thực sự là nó cũng khá là đơn điệu, chứ nó cũng không dễ kiếm như những cái âm ly hai kênh thông thường đâu. Panasonic SUAV505Z. Model này được sản xuất vào năm 1997. Đây là dòng âm ly gọi là dòng âm thanh chất lượng cao, linh kiện cao cấp, các rắc bông sen mạ vàng. Phần công suất sử dụng 4 con sò Sanken loại 1 vít cho 2 vế loa. Dòng sò này cho công suất thấp nhất là 80W cho mỗi vế loa ở trở kháng 4 ohm và là 60W cho mỗi vế loa ở trở kháng 8 ohm. Nó đánh rất tốt những cái dòng loa ví dụ như là Bow 301 Series 3 của Mỹ chẳng hạn. Về kích thước nó rộng 43, cao 14 và sâu 33cm, nặng 8,8kg. Công suất tiêu thụ nguồn 110W, điện áp sử dụng 100V, made in Japan. Chiếc này Japan xịn các bác ạ. Giờ chúng ta sẽ soi qua mặt mũi trước này. Vâng, phía trước có hai lỗ cắm micro. Và đây là volume của hai cái micro này. Em đã cắm micro vào đây. Alo rất tốt, nhưng khốn nạn là nó không có echo. Nó là tiếng mộc, tiếng thô đấy ạ. Đây là một cái điểm hết sức là chuối. Em không hiểu tại sao mà hãng này sản xuất ra một cái âm ly có đường micro mà lại không tích hợp mạch echo.
Em nghĩ là cái chiếc này sẽ được phối ghép cùng với một cái mixer của hãng Panasonic để tạo thành một bộ. Trên cái mixer kia thì nó sẽ tạo ra cái mạch echo và đưa tới cái âm ly này. Chỗ này là những cái hàng phím để chuyển đổi các chế độ ngõ vào. Và đây cũng là một cái nút, một cái núm như kiểu là mixer, phần trộn nhạc giữa đường đường tiếng mic và đường aux in vào. Cái núm to tròn nằm giữa chắc chắn là volume rồi. Đây là hai cái nút ở bên phần tiếng đầu vào. Đây là ba lanh cân loa, đây là jack, đây là bass. Đây là to nhỏ cho lỗ phone. Thường thì những cái chiếc âm ly được định danh ở phân khúc chất lượng cao bao giờ nó cũng rất ưu ái cái lỗ phone này. Những anh em mà chơi những cái tai phone mà tai chùm đầu mà rắc 6 ly ấy sẽ hiểu được cái sự lợi hại của cái đường rắc này. Và nó có hẳn một cái nút volume dành cho đường phone. Đây là nút stem mono. Đây là ấn vào gọi gần như kiểu là mút tắt tiếng. Chiếc này mặt phay nhôm sơn màu đen. Nói chung là nó cực kỳ dễ sử dụng. Nó quá đỗi quen thuộc. Rất buồn là nó không có echo. Giờ chúng ta bắt đầu soi đến ruột gan của chiếc này. Một từ thôi, đẹp lộng lẫy. Ở góc trái chúng ta nhìn thấy cái tăng phô nguồn. Cái ốp đồng của tăng phô vẫn còn sáng ngời. Máy còn cực đẹp. Và ngay phía sau cái tăng phô là cái quạt tản nhiệt. Cái quạt này rất hay là khi bật lên một cái là nó chạy ngay. Ở đây là cặp tụ lọc nguồn chính của hãng Nippon với dung lượng tụ là 10.000 microfarad một quả. Điện áp chịu đựng 50V. Chiếc này được setup chơi với cái dòng nguồn là tầm nguồn đối xứng 35035V. Thì cái mạch công suất này nó khá là mát chứ nó không nóng đâu ạ. Mền vỉ còn tuyệt đẹp. Cảm giác như nó mới sản xuất vào năm ngoái thôi. Tại sao cái chiếc này lại có bộ ruột sạch sẽ đến nhường này? Câu trả lời nằm ở cái nắp lưng này. Nó kín mít các bác ạ. Nó có vết chảy xước, đồ hàng bãi thì không tránh được. Nhưng cái điểm đặc biệt là cái vỏ này nó kín mít. Chính vì nó rất kín thì sẽ không có bụi vào. Do vậy máy rất sạch sẽ. Giờ chúng ta sẽ soi đến những cái thành phần đằng sau. Các bác có thể thấy đây là phía sau những cái chiếc áp chỉnh bass, chỉnh jack và ba lanh cân loa. Nó sử dụng những cái chiếc áp có chất lượng cao đây ạ. Đây là volume. Nói chung là những bác hay chơi những cái chiếc âm ly karaoke nhìn vào đây nó thấy có cái sự tương đồng khá là rõ. Đây là phần mạch công suất. Ngoài cùng góc phải chính là con diode ngắn cầu. Và đây là bốn con sò Sanken loại 1 vít. Ở góc này là những cái con đèn ổn áp nguồn. Có hai cái con mà chân đen đen dài dài bắt bít lên trên. Đấy chính là hai con cảm biến nhiệt. Chỗ này là bốn con điện trở xứ, điện trở gánh cho tầng công suất. Các bác có thể thấy ngay là tầng công suất nó sử dụng những con đèn thúc khá lớn, đảm bảo cho cái dòng chảy phần công suất là tương đối lớn. Toàn bộ những thứ linh kiện ở trên chiếc ông ly này toàn là những thứ tốt.
có thể gọi là linh kiện hảo hạng. Giờ chúng ta soi đằng sau một chút. Đây là phía sau cái quạt. Cái quạt này nó sẽ hút hơi nóng ra ngoài. Đây là thông số phía sau. Panasonic SUAV505Z. Công suất tiêu thụ 110W, điện áp sử dụng 100V. Đây là cái chữ Made in Japan này. Một cái điểm đặc trưng rất âm ly karaoke đó là nó cho phép kéo loa có trở kháng từ 4 ohm đến 16 ohm. Ghi rất rõ tất cả những đường bông sen đều được mạ vàng và tuổi vàng là rất cao. Chỗ này là cầu chữ U, cho phép rút cầu chữ U để ghép vào đây một cái vang số, một cái vang cơ hoặc là một cái equalizer để nâng cao trải nghiệm âm nhạc hoặc là để hát karaoke. Những bác là fan hâm mộ của những cái thứ liên quan đến karaoke biết ngay cái jack Canon này để làm gì. Phía sau cũng có hai lỗ cắm mic và cái đường jack chuyên cho lĩnh vực gọi là karaoke và âm thanh sân khấu. Có thể nói chiếc này là một cái chiếc được sản xuất ra với tiêu chí nó cho ra âm thanh chất lượng cao. Ở ngay cái đoạn test đầu video, nếu các bác đeo tai phone vào sẽ biết ngay chất lượng của chiếc này, với cái chất lượng âm thanh nó là tuyệt vời, khó có thể chê được. Bây giờ thì em sẽ phân tích một chút về cái sự giống và khác nhau giữa những chiếc âm ly hai kênh thông thường và những chiếc âm ly ở trong phân khúc gọi là âm ly karaoke. Có rất nhiều bác khi sử dụng những chiếc âm ly karaoke của hàng của Hàn Quốc chẳng hạn, ví dụ như là Rangoon 203 hoặc là Rangoon 506N, sau khi đã dùng rồi là rất bị thuyết phục bởi chất âm của những chiếc đó. Kể cả các bác có đi mua những cái chiếc âm ly hai kênh đình đám của Nhật về để thay thế thì cũng không thể nào mà quên được nổi cái chất âm của hai cái con âm ly Hàn Quốc kia. Tại sao lại như vậy? Chúng ta phải hiểu như thế này. Với mỗi một hãng của Nhật, người ta đều có một cái định hướng, một cái thứ triết lý về âm thanh khác nhau. Ví dụ như là hãng Yamaha. Hãng này với cái câu slogan là Natural Sound, có nghĩa là âm thanh tự nhiên. Những cái chiếc âm ly của hãng Yamaha thường cho một cái thứ chất âm khá là thô mộc, như anh em đánh giá là nó khô. Chỉ có một vài chiếc cá biệt là cho chất âm nó thực sự là mượt mà lôi cuốn. Còn đa phần những cái chiếc âm ly của hãng Yamaha là khá là khô, thô mộc. Denon cũng vậy, không phải là model nào của Denon cũng cho một cái thứ chất âm hay toàn diện. Pioneer cũng vậy. Daiton rồi thì LOD rồi tuốt luốt. Victor cũng vậy. Tất cả những chiếc âm ly hai kênh thông thường đó đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái thứ triết lý riêng của từng hãng. Còn những chiếc âm ly karaoke trong phân khúc karaoke thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái thứ triết lý này. Những chiếc âm ly karaoke đơn giản chỉ là khuếch đại cho lớn lên. Nó hoàn toàn không chỉnh sửa, không bóp chỗ nọ, không nâng chỗ kia, không cắt xén chỗ này, không đôn chỗ kia lên. Nói cách khác, chiếc âm ly karaoke là một cái chiếc âm ly cho ra chất lượng âm thanh chuẩn nhất, thoáng nhất, rộng nhất. Đó,
Chính vì thế, nó có khả năng tương thích rất tốt với rất nhiều dòng loa khác nhau. Cái điểm mấu chốt của vấn đề nó nằm ở đấy. Có nghĩa là chúng ta có một cái chiếc âm ly hoàn toàn không bị can thiệp vào vào mạch khuếch đại. Tín hiệu đi thẳng từ những cái đường bông sen ở phía sau đít âm ly được khuếch đại cho lớn lên, rồi tiếp tục được khuếch đại cho lớn lên, cứ lớn dần lên đến mạch âm sắc, sẽ điều chỉnh qua cái mạch âm sắc này, khuếch đại cho lớn lên, rồi đưa đến phần tiền khuếch đại bên phần mạch công suất, khuếch đại cho lớn lên, đưa đến phần công suất và đưa ra loa. Hoàn toàn không có sự chỉnh sửa, hoàn toàn không có cái sự cắt xén. Chính vì thế, những cái chiếc âm ly karaoke là những cái chiếc cho ra âm thanh nguyên bản nhất. Chính vì nó nguyên bản thì rất dễ ghép loa, là một. Cái thứ hai là hầu như tất cả những cái chiếc âm ly karaoke đều có khả năng đánh tốt loa 4 ohm. Nếu như các bác chịu khó mà để ý về những cái cặp loa karaoke tầm bass 20 hoặc là 25 hoặc 30, các bác sẽ thấy ngay những cặp loa karaoke thường là có độ nhạy tương đối cao. Cặp nào có độ nhạy kém nhất thì cũng phải từ 92 decibel trở lên. Khi một cặp loa có độ nhạy cao thì cái chiếc âm ly phải là những cái chiếc có mạch âm sắc có độ mở cao tương ứng, thì những cái thứ âm về phần nguyên bản nó mới lọt ra đến loa được. Đó. Chính vì thế, những cái chiếc âm ly thuộc dòng karaoke luôn có một cái chất âm rất tươi sáng, rất dễ ghép loa và rất dễ đi vào lòng người. Tại làm sao mà những cái chiếc cũ mềm như là Rangoon 203 hoặc là 506 vẫn được nhiều người người ta săn lùng, là bởi vì cái lý do này đấy các bác ạ. Cái chiếc Panasonic này cũng vậy. Chất âm nó rất mộc mạc, hầu như không bị ngăn cản bất cứ giải âm nào, nghe nó rất thoáng tai. Bác nào mà hiện tại mà đang có một cái mixer hoặc là có một cái vang số, một cái vang cơ, thì có thể ẵm chiếc này về để hát karaoke. Còn bình thường thì dùng nó để nghe nhạc, chất âm là rất mỹ mãn. Nó phù hợp với những cặp loa có đường kính bass từ 22 cm đổ lại. Nếu như là loa cổ của Nhật, của Mỹ hoặc của Âu thì nó dư sức đánh đến bass 25. Vâng, bác nào có nhu cầu muốn sở hữu chiếc này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.